Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với một video hướng dẫn cho các bạn cách bật tự động tắt ứng dụng nếu không dùng trên điện thoại chạy Android 13 nha. Thì có một vấn đề đối với những chiếc điện thoại Android cũ là khi bạn không còn sử dụng một ứng dụng nào đó nhưng nó vẫn có thể tiếp tục hoạt động gây tốn pin hoặc là dữ liệu, thì trên phiên bản Android 13 thì bạn có thể bật tắt cái tự động tắt ứng dụng không dùng trên điện thoại để khi mà các bạn không dùng cái ứng dụng đó thì nó sẽ tự động tắt cái ứng dụng đó đi nha. Thì các bạn lưu ý là mình đang sử dụng cái điện thoại Google Pixel 4 XL trên hệ điều hành Android 13 nha các bạn. Thì nếu mà các bạn chưa cập nhật lên hệ điều hành Android 13 thì các bạn có thể tiến hành cập nhật nó và sử dụng cái tính năng này nha. Thì để mà bật tự động tắt ứng dụng khi không dùng trên điện thoại thì các bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên các bạn hãy vào phần cài đặt trên điện thoại của các bạn nha, mình sẽ nhấn vào cài đặt. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào ứng dụng nha, mình sẽ chọn vào ứng dụng. Tiếp theo là các bạn hãy chọn cái ứng dụng mà các bạn muốn tắt khi mà các bạn không dùng nha. Thì ví dụ như ở đây mình sẽ chọn một cái ứng dụng mà mình không dùng đến nha. Ví dụ như mình sẽ chọn vào Pemin nha. Mình sẽ chọn vào cái ứng dụng này. Thì tiếp theo là các bạn hãy lướt xuống nha. Đến cái phần là tạm dừng hoạt động trong ứng dụng nếu không dùng. Thì ở đây nó đang tắt đi. Thì các bạn hãy tiến hành bật nó lên bằng cách là kéo cái thanh trạng thái sang bên phải nha. Để bật nó lên như thế này. Rồi như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách bật tự động tắt ứng dụng nếu không dùng trên điện thoại chạy Android 13 rồi. Nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới mình sẽ giải đáp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.